Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Tiếp tục những cuộc hành trình đưa một người đi chơi, đi trải nghiệm, đi khám phá những phiên chợ trên vùng cao Tây Bắc. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ mời các bạn đi chơi một cái phiên chợ rất là đặc biệt, rất là hay, thuộc huyện Simacai, tỉnh Lào Cai các bạn nhá. Bây giờ xin mời các bạn cùng mình vào trong chợ các bạn nhá. Hiện tại lúc này là mình đang ở cổng các bạn này, cổng dẫn vào khu chợ các bạn nhá. Đó, đây là con đường dẫn từ Bắc Hà đi lên các bạn này. Đó, từ Bắc Hà đi lên Simacai, rồi đi lên Mường Khương, rồi vòng về thành phố Lào Cai các bạn nhá. Đó, con đường đi vào chợ đây các bạn này. Đó, thẳng con đường này sẽ tiến lên chợ các bạn nhá. Ôi, gà bản kia. Các bạn. Sao nó lại chạy thế nhở? Cái này mình mua về hả chị? Mua về hay là bán đây? Không bán đâu. À, không bán đâu à? À, gà bản chạy như ngựa luôn. Thế là đi chợ xong rồi à? Đi chợ xong rồi à? Bây giờ về à? Về nhà đây. À, bây giờ về thôi. Đó. Những người ta đi sớm người ta đã về. Rồi, còn những người đi muộn thì bắt đầu đi các bạn ạ. Đó, gà bản rất là ngon luôn. Con này là người ta cũng bán này, xong rồi các chị em mua về này. Cái này mua về làm giống hay mua về thịt ăn? À, con gà bản đấy, đã mua xong, treo lên xe. Rồi em mua ít rau đậu Hà Lan này và một số loại khác. Lấy đậu Hà Lan chú ơi. Đó, chị đi bán. Rồi thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến lên chợ các bạn nhá. Đó, đứng ở cổng một tí thôi. Đây là toàn bộ cái đường vào chợ các bạn này. Ngay chỗ này người ta bán những cái loại đồ thổ cẩm. Đó, mùa này đang mùa mưa mà, căng bạt rất là nhiều. Căng bạt rồi là che đậy đỡ mưa. Bán đồ thổ cẩm này, váy vóc rồi là váy người lớn trẻ em, những con gấu bông, đó rất là nhiều. Chào em nhá, em bán hàng ở đây à? À, anh thấy em nhìn con quen, còn trẻ trẻ. Em học lớp mấy rồi? Con đi học không? Học lớp 9 à? Em cũng thường xuyên em bán ở đây phải không nhỉ? À, thảo nào mấy lần trước ạ. Lâu lâu ấy, cách đây tầm một tháng rồi lên trên này thì thấy em. À, vẫn giờ em đang làm ở đây. Thế là nhà em gần đây luôn hả em? Nhà em trên kia à? Cũng thuộc Simacai à? Ừ. Rồi đó, em đang bán hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến lên trên này các bạn nhá. Rồi những cái đồ thổ cẩm. Đây này. Những mũ của người Mông các bạn này, đó. Mũ lồi của người Mông các bạn nhá. Nó có mấy loại này. Các bạn nào làm một cái về chơi chơi cho đẹp nhỉ. Đấy. Hay phết con ạ. Rồi là mũ phớt thổ cẩm, túi thổ cẩm. Rất nhiều đồ thổ cẩm các bạn ạ. Rồi là đệm ghế thổ cẩm. Đó, những cái đệm ghế này. Rồi là quần áo thổ cẩm các bạn kìa. Đó. Rất là nhiều luôn. Rồi đây là những cái mảnh tre các bạn này. Đó, những cái mảnh tre mà làm bằng tre trúc. Trúc tre các bạn ạ. Đây, cái này người ta bó này. Wow, các bạn ơi. Đấy, một cái mảnh dèm bằng tre trúc. Bạn nào lấy thì là alo liên hệ các bạn nhé. Rồi là những cái túi, những cái ví này, túi ví thổ cẩm, những cái cốc này, cốc này là bằng tre các bạn ạ, không phải là bằng nhựa đâu nhá, là bằng tre đấy. Đó, người ta làm rất là tinh xảo. Đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Cái này cũng nằm bằng tre luôn này. Thôi bây giờ là chúng ta tiến lên trên này các bạn nhá. Vừa đi vừa quay khu vực cổng. Ở đây là người ta bán những cái gì các bạn này. Ở đây người ta bán quần áo. Quần áo đây có hai sạp quần áo, hai cái xào. Một cái chảo. Chào chị nhá. Cái này nấu xong rồi à? Mua hế rồi. Nào cho đổ mua hế.
À, lấu ốc đậu nhưng mà họ mua hết rồi. Mua hết rồi. Bây giờ còn ít đỗ trương rồi nhỉ. Đây là quán ốc đậu mèn mén, nhưng mà mới sáng sớm mà người ta đã mua hết rồi các bạn nhá, đã xong hàng rồi. Đấy, những cái sạp mà túi ví của người Mông bạn này, đó, túi ví thổ cẩm rất là đẹp luôn. Đựng điện thoại, đựng tiền này các bạn này. Đây, giới thiệu bạn chổi hạt kê đây các bạn ơi. Làm từ cây hạt cây kê nhá, làm rất là chi tiết cẩn thận. Quét nhà rất là sạch luôn. Đó các bạn ạ, quét nhà rất là sạch. Và người ta đan cái này rất là kỹ nhá. Đó, làm kỹ lắm các bạn ạ. Rất là chắc chắn. Bạn nào lấy chổi thì alo liên hệ nhá. Trước có một số bạn có nhà mình lấy chổi thì mình cũng lấy cho các bạn rồi. Chổi này quét nhà cực sạch. Thông báo với các bạn là chổi này quét nhà rất là sạch. Và nó không rụng hoa đâu các bạn nhá. Yên tâm như vậy. Thôi bây giờ chúng ta tiến dần lên trên này. Đấy, chợ nó họp ngay bên đường các bạn ạ. Đây là mình phát hiện ra một cô người Mông cũng mua được cái chổi kia rồi, về để quét nhà này. Đấy, các bà các cô người Mông ở đến đây đang đếm tiền này. Đây là những cái chăn thổ cẩm các bạn ơi, chăn thổ cẩm này rất là to, rất là rộng. Chăn thổ cẩm này khác biệt so với chăn thường lắm, thêu rất là nhiều luôn này, khâu thêu các bạn thấy chưa? Nó từng mỗi một ô là một màu khác nhau nhá, mỗi một ô là một cái miếng khác nhau đấy. Đây này, mỗi một ô là một cái miếng khác nhau, người ta ghép vào với nhau này, khô ghép vào với nhau. Chăn thổ cẩm đẹp. Nhiều màu các bạn ạ. Và nhiều loại lắm. Đó, xe to chưa? Xe to đi qua đây. Rồi bây giờ chúng ta đang tiến lên trên cái này các bạn nhá. Đây chỗ này bán thuốc lào các bạn này. Đó, thuốc lào rồi là hạt dổi mắc khén. Hạt tiêu. Hạt tiêu này. Mắc khén này. Đó, thảo quả này, đó những gia vị. Trong làm sốt vang thắng cố. Rồi nấu rất là nhiều món. Để giới thiệu bạn chẩm chéo này. Đó, chẩm chéo trong này nó có rất là nhiều gia vị như là lá chanh này, tỏi này, ớt này, mắc khén này các bạn này, hạt dổi nữa, muối, mì chính. Đó, đây là những thành phần trong lọ mắc khén. Ngoài ra thì có cả tương ớt các bạn này. Đây. Đây trong này một lọ mắc khén các bạn này. Súp, tỏi, hạt dổi, mắc khén, lá chanh, rau mùi, ớt. Đó, chấm các loại thể loại luôn. Hoa quả cũng được. Ớt tương các bạn này. Đó, ớt tương là nổi tiếng của Mường Khương. Ớt này rất là cay nhé. Bạn nào lấy thì alo liên hệ các bạn nhé. Ngoài ra có lan các bạn này. Lan Trần Mộc. Trần Mộc các bạn ạ. Đó rồi những loại tên là hoàng tảo đùi gà các bạn ạ. Hoàng tảo đùi gà trắng nhá. Có nhiều loại đùi gà tím cũng có. Còn đây là đùi gà trắng này. Đẹp long lanh luôn các bạn ạ. Tuyệt vời các bạn nhé. Rồi là những cái cán cào cán cuốc. Đó, cán cào cán cuốc làm bằng gỗ nghiến, gỗ chai rất là chắc luôn. Để làm cào cuốc các bạn nhé. Đó. Rồi là cái cày. Trên này vẫn dùng cày trâu ấy. Là vẫn có cày người ta bán ở đây. Sang bên này là xem một số loại dao bạn nhé.
Chào bác Sử nhá. Xin chào. Đây, hôm nay là mình giới thiệu bạn một số loại dao. Đây, những con dao này dao đi rừng này, mẫu này mẫu nhỏ. Mẫu này mới về à Sử? Mẫu này mới ra các bạn này. Hàng này nó nhỏ con đa nhưng mà rất là đa dụng. Tầm nếu mà cả lưỡi cả cán thì tầm khoảng 30 phân trên 30 phân một chút. Nếu mà lưỡi không thì tầm trên 20. Đó. Cái này nguyên cả lưỡi cả dao thì gần 40 phân. Đúng không? Chuẩn đấy. Nhỏ con xinh xắn nhá các bạn nhá. Bạn nào lấy thì là alo liên hệ nhá. Cái này là một con dao đa năng đi rừng cũng được. Đi rừng thái thịt. Đó. Chú là thái thịt đi rừng thôi. Đây là bao của nó. Mẫu 300. Mẫu này người ta đang bán là 300k các bạn nhá. Bạn nào lấy thì là alo các bạn nhá. Đó, giá công khai ở chợ luôn. Đó, đây là mẫu nhỏ. Đây là mẫu to hơn một tí này. Nói chung là lưỡi bên trong thì nó cũng cong cong như vậy thôi. Còn đây là cái bao dao của này, vỏ bao của. Đây vỏ bao. Đẹp chưa? Bạn nào đấy thì là alo liên hệ các bạn nhé. Một là mẫu dao đi rừng rất là tuyệt vời. Đẹp long lanh các bạn ạ. Đây có một con nữa à? Đây em nói bác đây nó là hàng nó quý ấy. À. Cái vỏ này rất là tầm thường. Nhìn thậm chí là đẻo luôn. Cái vỏ không đáng tiền anh ạ. Đây là cái mẫu dao em tầm của dân. Dân dùng. Mẫu này nói nhanh câu này. Đấy, mẫu này là em tầm của dân. Dân nó dùng rồi. Đây là dao cũ. Nhưng mà nói nhanh nét một câu là em lấy vào là 600.000. Bây giờ bác nào lấy là 800. Nó nét luôn câu. Không mà cả. Còn đương nhiên tại sao nó mới lấy cái số tiền đấy thì chắc chả cần nói các bác biết. Nói nét luôn. Đây là mẫu này là mẫu dao là sưu tầm ở trong dân à? Có nghĩa là bạn A Sử này bạn ấy sưu tầm ở trong dân được một con dao rất là đẳng cấp, dao xịn giò. Mua của dân đã là 600k rồi bạn ạ. Dao đẹp long lanh luôn. 800k lên đường. Cán rất là chắc chắn này. Con này con quý các bạn ạ. Con này là con quý hiếm các bạn nhá. Dày chưa nhỉ, đằng sau dày nhỉ. Anh nhìn cái lưỡi thôi, cái lưỡi nó còn mòn rồi kìa. Đấy. Lưỡi còn mòn rồi. Lưỡi mòn nhưng mà không mẻ thế nào luôn. Đấy, con này đang cho giá là 800k các bạn nhá. Lãi 200, cứ lãi 200 đấy. Bạn nào mà lấy thì alo, một con dao quý. Ơi, còn giới thiệu bác đây, cái mẫu này mẫu đỉnh của em đây. Đây là được. Mẫu hàng phổ thông nhưng nó là hàng đỉnh. Mẫu này là mẫu chặt à? Chặt gà. Đấy, mẫu này. Gà vịt chuôi cẩm hồng, chốt đinh, câu lốc. Còn chất liệu ống khoan. Chất liệu ống khoan. Thép ống khoan. Thép ống khoan dầu. Thép ống khoan dầu. Chuôi dao chuôi bằng gỗ cẩm hồng có chốt luôn. Đó, vừa lên là bạn Sử bạn cũng nói rồi, mình nói lại với các bạn nha. Đây là con dao chuyên chặt gà này. Cán dao bằng gỗ cẩm hồng này và đã chốt đinh rất là chắc chắn. Đảm bảo là chặt thoải mái luôn các bạn nhá. Đó, và lưỡi dao thì làm bằng thép ống khoan dầu không gỉ các bạn ạ, thép ống khoan dầu các bạn nhá. Không chống gỉ, có nghĩa là vẫn còn có gỉ nhưng mà cái độ gỉ của nó độ ăn mòn cực kỳ thấp. Thép ống khoan dầu chống gỉ, tức là nó vẫn gỉ nhưng mà tỷ lệ nó thấp các bạn ạ. Nói chung là dùng lâu thì rất là lâu nó mới gỉ các bạn nhá. Cái này mài sắc như thế này dùng chặt tầm 100-120 con gà thoải mái. Mài sắc chặt đến 100-200 con gà là thoải mái các bạn ạ. Chặt tầm khoảng 200 con gà thì các bạn mới mài tiếp các bạn nhá. Đó các bạn ạ. Chuyên chặt gà đó. Đấy, quảng cáo hôm nay là quảng cáo ba loại dao rồi. Rồi bây giờ chúng ta có con dao chặt lợn không em ơi? Lợn này. Lợn bây giờ thích kiểu như nào? Đây con này chặt lợn được không? Con này chặt ok. Đây một con này là. Vâng, 350. Con này là chuyên chặt lợn con này đó. 350 nhíp xe. Một nhíp xe 350 các bạn nhá. Đó, bạn nào lấy thì là alo liên hệ.
Các bạn ở đấy thì alo liên hệ các bạn nhá. Dao chuyên chặt thịt lợn rất là chắc chắn luôn. Dao liền chuôi nhá các bạn nhá. Liền chuôi không bao giờ sợ hỏng chuôi. Bây giờ là chúng ta sẽ đi vực khác các bạn nhá. Đó, sang bên này đi. Sang bên này là người ta bán sâm đương quy các bạn này. Bạn nào mà lấy sâm đương quy thì alo liên hệ các bạn nhá. Đó, tăng cường bổ sức khỏe. Bạn nào ốm yếu gầy còm thì dùng sâm đương quy bằng cách là đun nước uống hoặc ngâm rượu uống các bạn nhá. Đó. Hoặc là tần, hầm tần ăn các bạn ạ. Sâm đương quy rất là tuyệt vời rồi. Đó. Đây là củ nhỏ. Nó có nhiều củ. Nó có nhiều củ, củ to, củ nhỏ. Đây là rau cải mèo này các bạn, rau cải của người Mông này. Đó, ăn rất là ngon, rất là ngọt các bạn nhá. Bạn nào lấy thì là alo bạn nhá. Rau cải của người Mông rất là tuyệt vời luôn. Đó, nó khác biệt so với rau cải của người Kinh rất là nhiều. Mình ra chỗ này mình săn cho các bạn xem một loại sâm. Ở bên này củ bé à? Ờ, hôm nay nào? Không, hôm nay không có củ to à? Hôm nay là không có củ to, bạn ạ, chờ hôm nay không có củ to, toàn củ nhỏ nhỏ thôi. Củ nhỏ bạn ạ, không có củ to. Không có củ to mấy, chỉ có củ nhỏ các bạn nhá. Nói chung là tác dụng như nhau hết. Tăng cường bổ sức khỏe, bạn nào ốm yếu thì còn phải dùng sâm đương quy nhá. Ngoài ra nó cũng chữa về hầu, viêm họng này. Và chữa yếu sinh lý nữa các bạn nhá. Đó. Sâm đương quy. Thế bây giờ là chúng ta sẽ tiến đến khu trên này. Cây bổ máu bạn này. Đó, bạn nào mà thiếu máu. Bổ máu tươi bạn này. Bạn nào mà thiếu máu thì dùng cây bổ máu này nhá để bổ sung máu này bạn này. Nói chung là nó sẽ giúp cho bạn đỡ bị thiếu máu, đỡ bị hoa mắt chóng mặt, đỡ bị tóc bạc sớm bạn nhé. Bạn nào lấy thì là alo liên hệ các bạn nhá. Đó, cây bổ máu rất là tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì có những cái cối đá này. Cối này làm bằng đá 100% bạn ạ. Đó, làm bằng đá 100% bạn nhé. Nó có cái lắp của nó này. Lắp cối đá bạn ạ. Măng các bạn này, đang mùa măng mà. Đang mùa măng vào. Rất là nhiều măng các bạn nhé. Bạn nào ăn măng thì alo liên hệ các bạn nhá. Như cây này là chắc chắn là cây này nè. Cây này là không đắng mấy các bạn này, nó vẫn còn lỗ vẫn nhỏ này. Lỗ nhỏ nó đặt cái này thì nó đang ở dưới mặt đất các bạn nhá. Lỗ nhỏ này đang ở dưới mặt đất nên là nó không đắng các bạn ạ. Nó rất là tuyệt vời luôn. Măng bầu bạn nhá. Nó đang vào mùa dứa rất là thơm các bạn ạ, rất là nhiều dứa. Đấy, người ta đang mua dứa rất là nhiều. À, mua măng. Thậm chí là măng ở đây người ta cũng đó làm luôn rồi, bóc và luộc sẵn rồi. Ngon nha, về chỉ việc ăn thôi nhá. Về chỉ chấm mẻ ăn này. Hoặc là chấm gì thì chấm các bạn ạ. Chấm chẩm chéo cũng được. Cái này luộc rồi thì bao tiền cân hả anh? Cái này không cân rồi, cái này là bát. À, cái bán túi nè, một túi là một sách, một bó là bao tiền? Bó là 10 nghìn. Một bó 10 nghìn các bạn ạ, không cần phải cân. Một bó là 10 nghìn. Đó. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển lên trên này các bạn nhé. Bạn nào mà ăn ớt khô thì liên hệ, alo liên hệ nhá. Cái này là người ta ớt người ta treo các bếp xong là để cho nó khô ấy. Xong là giã ra các bạn này. Giã ra các bạn nhé, đây là ớt giã các bạn ạ. Ớt khô treo các bếp, ớt tươi treo các bếp cho nó khô xong là ai thích ăn cả chùm thì là mua cả chùm, ai thích ăn ớt giã thì là giã các bạn nhé. Đó. Bây giờ chúng ta tiến đến khu trên này. Và hiện tại lúc này là mình đang tiến vào khu vực chợ lợn các bạn ạ. Xin giới thiệu với tất cả các bạn chợ lợn bây giờ
đã chuyển xuống khu dưới chợ chim các bạn nhá. Đó các bạn ạ, đây là khu vực chợ chim này. Đó, chợ chim thì người ta cũng đang họp rồi, nhưng mà tí nữa sẽ có nhiều người đến hơn các bạn ạ. Đó, trước mình hay quay chợ chim ở khu vực này này. Đấy, đường đi xuống khu hủm dưới này. Và bây giờ là chân lợn người ta chuyển xuống khu đây rồi các bạn nhá. Ở xuống dưới này cho nó rộng rãi thoải mái này các bạn này, nó tránh xa đường quốc lộ. Như trước thì nó quay cho bạn xem đấy, nó ở ngay chỗ sát đường quốc lộ ấy, mà chỗ đấy nó hẹp, rất là chật hẹp, đi lại vận chuyển khó. Đó, lúc này thì là người ta cũng đang mua bán rất là nhiều các bạn ạ. Xe máy để chỗ này rất là nhiều luôn các bạn nhá. Đó, bây giờ là chúng ta đang tiến vào khu vực chợ lợn của chợ Cần Cấu các bạn nhá. Đây, hôm nay là xem được nhiều lợn chưa các bạn này. Đó, không như mấy hôm trước quay ở chợ Lùng Phình thì các bạn thấy là trời mưa to, gió lớn, bão tố nổi lên, không thể xem được nhiều lợn. Đó, không thể xem được nhiều lợn, người ta cứ đậy vào ấy. Đây con này, đây những con lợn này, lợn giống các bạn nhé. Đó, những con lợn giống này thì nuôi về làm thịt cũng được, hoặc còn nuôi về thành lợn cắp lách cũng được các bạn nhé. Lợn đen trên bản thì rất là ngon, đặc biệt là thịt của nó bì rất là dày, nuôi lâu bì dày, ăn rất là chắc chắn các bạn ạ. Và thịt lạc của nó ngon lắm, thịt lạc mông rồi là lạc vai, ba chỉ nó cũng rất là ngon các bạn nhé. Thịt lợn đen này rất tuyệt vời. Đây có mấy con này các bạn, đây có con này cũng khá là già. Đây con này lông dài. Đấy, sẽ đang xem này, sờ sờ lông ấy. Đấy, đang xem cái lông bạn này, lông của nó dài này. Đấy, những con này, những con này, nó già tháng các bạn nhá, nó già tháng rồi đấy. Đó, lông nó dài như này. Đấy, con này về thì nuôi thành lợn thịt các bạn ạ. Đấy, mõm dài chưa, mõm dài, tai động đậy rất là vui vẻ các bạn ạ. Hai con liền. Đấy, chỗ này là vô đi đường vào bên trong rồi này, đây là xe cộ rất là nhiều luôn. Đó các bạn ạ, hai con lợn này rất là đẹp, lông dài. Và đằng này nữa, đằng này cũng rất là nhiều, một dãy các bạn này. Đó các bạn thấy đẹp, chợ đẹp chưa? Lợn họp hai bên đường luôn. Đó các bạn ạ, lợn họp hai bên đường, người ta bày rất là đẹp. Có những con trong bao, có những con trong lồng. Đây có những con trong bao là bé tí này. Con này chắc khoảng mấy cân này. Con này chắc là tầm khoảng 5 cân. 5 cân hoặc 6 cân thôi. Nhỏ con người ta cho trong bao này. Đó, khách mà xem thì người ta sẽ cởi ra. Đó, lúc này thì là còn có thể quan sát được lợn các bạn ạ, không phải tí nữa đông người là người ta đứng chen chúc không nhìn thấy gì luôn các bạn ạ. Chợ phiên vùng cao đấy nhá. Lắm lúc thì cực kỳ là đông, lắm lúc thì nó rất là vắng. Đây, bạn này, đây là những con lợn, có một con lợn lông bò này đấy. Con lợn lông bò là lợn nó lông nó màu vàng vàng này, người ta gọi là lợn lông bò nhá, cũng là thuộc dòng lợn bản, nhưng mà nó không phải lợn đen. Lợn đen thì những con màu đen, còn đây là những con lông bò. Ở đây thì mình thấy nó có một con. Con này tầm khoảng 7 đến 8 cân các bạn ạ. Chắc tầm đấy 7 8 cân. Đấy, lợn đồng bò rất là đẹp luôn. Đấy, ngoài ra thì còn có rất là nhiều bạn này. Đấy, chỗ này người ta cũng đang chở chó, chở lợn đến và là chở chim nữa. Đó, đây là con đường. Trong này thường người ta họp chim, nhưng đặt này cho cả chó, lợn này. Phá hết trong này các bạn ạ. Đó, tuyệt vời chưa, chỗ này cũng có mấy con này bạn này. Lợn đẹp.
từng lồng từng lồng một, lồng này là 6-7 con gì đó. Đó, lúc này người ta vẫn đang tiếp tục chở lợn và chó về các bạn nhá. Đó, bạn này thấy chưa? Tranh thủ lúc này là quay sớm cho bạn xem, không người tí nữa là người ta chở đi hết hoặc mua hết các bạn ạ. Chở lợn chó là người ta họp nhanh lắm. Đây, những con lợn đen rất là đẹp luôn các bạn này. Đó. Đó, và lúc này cũng có rất là nhiều người đến đây xem lợn rồi. Xem lợn và đã hỏi lợn. Đó, con này, hai con này chạy. Con kia nó rúc rúc như ở con chuột ấy, nó chạy bụp lên nhá. Đấy, nó cứ phi lên. Nó đòi ra khỏi lồng ấy. Đấy. Con này linh hoạt, nói chung là con này linh hoạt đấy, nhanh được các bạn ạ. Linh hoạt nhanh, chọn lợn để chọn cho con nó như thế, linh hoạt nhanh nhẹn. Thì mới tốt các bạn nhá. Ở trên này cũng thế các bạn này, rất là nhiều lợn. Đấy, những con này là lợn bản người ta thả nhông con này. Những con lợn bản người ta thả nhông như là nó đầm bùn đầm đất con này, rất là bẩn luôn. Đầm bùn đất rất là bẩn. Chuẩn lợn bản các bạn nhá. Nó phải đẩn, nó phải bẩn như thế này này. Người toàn đất như này mới là chuẩn lợn bản. Tiếp tục chở lợn về con ạ. Chở lợn, chở chó về. Đây cũng thế này, một lồng luôn. 2, 4, 6, 8 con liền. Cả chó nữa, chó bản đấy các bạn này. Chó này chắc tầm 300, 200 một con các bạn ạ. Không phải chó Bắc Hà nên là người ta bán rẻ thôi. Ngoài lợn đen này có cả lợn trắng các bạn này, trắng giống này. Trắng giống nữa. Lúc này là mọi người vẫn đang đến đây khá là nhiều để mua lợn. Chỗ này là bán cả gà giống này, gà giống, ngan giống các bạn ạ. Gà, gà giống, ngan giống, gà thịt, ngan thịt các bạn ạ. Người ta đang bắt lợn kêu to quá. Có cả ngỗng luôn này. Đó. Nói chung là khu gia súc chuyển hết xuống khu dưới này các bạn nhá. Không những chó, lợn, gà, ngan chuyển hết xuống dưới này các bạn ạ. Đây các bạn này, đây là người ta cũng đang họp rất là nhiều luôn. Như con này khoảng 3 tiền. À? Lợn bây giờ tầm 101 đến 100 một cân hơi các bạn nhé. Nên là 10 cân thì là 1,1 triệu hoặc 1 triệu. Ở chỗ này người ta bán lợn này, à bán lợn chó này. Em đi mua, em bán chó hay em đi mua chó đây? Em mua chó thôi. Mua được con nào chưa? À đang đi xem à? Em thích con nào ở đây? Có nhiều con, em thích con nào? Chưa biết được con nào à? Ở đây rất là nhiều luôn. Đây con này cũng đẹp này, con này. Ơ con này thả nhông ra không sợ nó chạy đi à? À cho nó đi vệ sinh một tí. Đấy. Vệ sinh trong ngoài này vào chuồng. Chó này chó bản các bạn ạ, không phải là chó Bắc Hà nên là chó dòng chó xù ấy. Bắc Hà thì dòng, Bắc Hà thì có dòng xù và dòng mông cọc. Xù đỏ lửa và mông cọc đỏ lửa. Nhưng ở đây trên này cũng có dòng chó nhưng mà nó không phải là cũng có cọc nhưng mà nó không phải là đỏ lửa. Đây, một con này là con chó xám này. Thế ở trên kia người anh ở trên kia người ta làm cái gì mà chuyển hết đây? Ở trên họ không có bán ở trên. À, bây giờ để không nói gì? Để không trên nó chẳng biết. À, tí lên trên đấy. Trên đấy người ta để không rồi, không làm gì cả. Một lồng chó. Đây những con chó xám này. Chó màu do các bạn ạ, màu do hay màu cho đấy. Đấy.
rất là vui vẻ trong lồng, lồng rất là rộng luôn. Đây có một con chó to này, chó này người ta cũng bán kiểu là bán về làm thịt ấy bạn ạ. Chó giống chó to, chó xám. Nói chung là cũng, lúc này là vẫn chưa có mấy con ạ. Có bằng này thôi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi chợ lợn tiếp nha bạn nhé. Đấy, lúc này thì chợ lợn thì người ta cũng đang mang lợn đến rất là nhiều luôn. Ôi quả sen này hỏng quá điếm rồi này. Đấy, người ta đang mua lợn rất là nhiều bạn ạ. Tất bây giờ đang có nhiều khách mua lợn rồi bạn nhé. Lợn này cứ 100.000 đến 101 một cân thôi, cứ thế mà tính tiền các bạn ạ. Đây các chú này nào. Chú có cái gì bán đây? Cát, có một cá không? À cám à? Cát, à cát, cát à. À, đây chở cát. Chở cát đi đâu không biết. Chở cát về làm công trình gì hả chú? Chở cát con ạ. Họ chở cát đi qua đây, lấy cát ở cái khu vực kia mang về để làm công trình gì đó. Chật quá con ạ, chỗ này chật. Và bây giờ là chúng ta sẽ tiến vào khu vực chợ ẩm thực các bạn nhá. Ở đây là một cái đường đi lối từ khu chợ lợn lên chợ ẩm thực các bạn này. Đó. Khu chợ lợn thì là chỗ kia các bạn ạ. Đó các bạn ạ. Đó. Còn đây là khu chợ ẩm thực các bạn nhá. Ở đi qua cái cầu thang rất là đẹp luôn. Cầu thang hình zig zag. Không đẹp đâu, ông đùa thôi. Đấy, cầu thang hình zig zag ở trên này, có cái chỗ đi trên này khá là ok các bạn ạ. Không phải là quá là dốc. Cầu thang trên này 3 nhịp các bạn nhá. 3 nhịp cầu và 3 bản trượt và một và hai chỗ nghỉ. Rồi bây giờ là chúng ta đã tiến vào khu vực ẩm thực các bạn ạ. Đó, đây là một khu vực rất là hay, rất là hấp dẫn, thu hút rất là nhiều người đến đây để ăn phở các bạn này. Đó, sau khi mà quay xong chợ ẩm thực thì là chúng ta sẽ đi ăn phở một chút các bạn nhé. Làm bát phở các bạn ạ, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục đi quay chợ cho bạn xem. Ở chợ mùa này thì người ta họp cũng không phải là quá là sớm như là Tết đâu quan ạ. Nhưng mà vẫn phải làm quay hết các hạng mục, các khu vực để các bạn thấy được chợ phiên trên này như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ là chúng ta sẽ tiến vào trong chợ các bạn này. Đó, ẩm thực đây thì là có mấy quán liền. Và khu bán thịt lợn bên này các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ vào quán này trước các bạn nhé. Quán này thì vừa có cơm này, vừa có cơm vừa có phở và rất là nhiều món. Đây nồi nước dùng xa chị nhá. Vâng, nồi nước dùng các bạn này. Ở đây thì có hai quán ở 6 cái xoong liền. Hai quán 6 xoong mà đối diện nhau. Đây là bếp lò các bạn này, đó bếp lò người ta đun bằng củi, rất là khói luôn. Nồi nước dùng nó đang lúc nào cũng sôi sùng sục. Bếp lò, nồi nước dùng sôi này, hai nồi nước dùng nữa các bạn ạ. Bên kia có nồi nước dùng rất là to. Ở đây thì phở đỏ. Chào em nhé, em là chủ quán đây à? Thế thế em đến đây là ăn phở à? À em là làm cùng ở đây, ok. Đây cũng là chủ quán mà. Ở đây là có món thắng cố bạn này. Em ơi đây thằng cố trâu hay thằng cố ngựa đây em? Thằng cố trâu hay ngựa đây? Thằng cố bò à? À đây là quán này có thằng cố bò bạn nhá. Đó. Thằng cố bò bạn này, đấy. Thằng cố bò này cũng giống kiểu thằng cố trâu, thằng cố ngựa ấy, cũng có tất cả tầm khoảng hơn chục các loại gia vị để tạo nên món thằng cố các bạn ạ. Nó phải có 10 loại gia vị các bạn nhé. Đây các bạn xem này, thịt rất là nhiều luôn, tổng hợp đủ các thể loại như là nội tạng của nó, gan, phèo, phổi, dạ sách, ruột già, ruột non,
tim cật các thứ, nói chung là tất cả các bộ phận của con bò để nấu lên tạo thành món thắng cố bò các bạn ạ. Đó, kể cả trâu hay ngựa cũng thế các bạn nhá, cũng tất cả cũng có tất cả các bộ phận của nó thì nấu lên tạo thành món thắng cố. Đang sôi sục các bạn ạ. Đấy. Các bạn xem này. Bì dày chưa? Đó, các bạn hãy lên trên này để thưởng thức một bát thắng cố bò các bạn nhá, xem nó khác biệt so với thắng cố ngựa như thế nào các bạn ạ. Rất là ngon luôn. Đó. Thịt này, ba chỉ này, gan này, đó. Ngon lức mũi các bạn nhá. Này vỏ quế này các bạn này, đó, nó có nhiều gia vị lắm. Lòng các bạn này, đó. Tuyệt vời các bạn ạ. Nói chung là thắng cố thì là quá là ngon các bạn nhá. Mùi sạch khói quá. Đấy, thắng cố tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, món thắng cố thì rất là ngon rồi. Chúng ta sẽ đi sang một vài món khác các bạn nhé. Đây, cận thấy sôi cơ, ngon. Đây, chỗ này là em chủ quán đang thái tim luôn này. Là khách họ mua một quả tim đến đây họ nhờ là tráng hộ, thái hộ và nhúng hộ nhé. Đó. Họ thích ăn như vậy thì là khách người ta vẫn làm hộ thôi và tính một ít nhau gọi là tiền không xá một chút. Đây là tim lợn nhỉ em nhỉ? Vâng. Tim lợn đen đấy. Tim lợn đen ngon chưa? Nhúng này ngon tuyệt vời luôn. Đấy, còn bên này em này đang thái lòng lợn. À, họ mua theo lạng hả em? Đó, ngoài món thắng cố ra thì có gà đen trên bản các bạn ơi. Gà đen rất là ngon luôn. Thịt nó đen, chân tay đen, nội tạng đen. Tất cả các bộ phận của con gà đều đen hết các bạn nhé. Đó, gà đen trên bản này rất là ngon rồi. Sau khi mà quay hết chợ ẩm thực xong là chúng ta sẽ đi lộn ra ngoài và sẽ đi săn xem có con gà đen ở trên bản nào không các bạn nhé. Gà đen sống ấy, để đi săn cho các bạn xem. Còn đây là những con gà đen người ta đã làm rồi các bạn ạ. Đó, đã làm xong rồi nhé. Luộc trên luộc sẵn rồi. Khách ai có nhu cầu là cứ thế là gọi ăn các bạn nhé. Ngoài ra thì có chân giò này. Chân giò người ta thường thường người ta lấy chân giò trước thì nó mới ngon các bạn ạ. Chân giò trước nó mới nhiều thịt nhá. Đó, tuyệt vời chưa? Thịt ngon vàng thui vàng ướp luôn. Rồi ngoài ra có cả lòng lon các bạn này. Lòng và trễ dạ dày nữa. Lòng ở đây người ta rồi lòng bằng lòng non ấy thì nó nhỏ gọn, ăn nó dễ các bạn ạ. Đó. Trên lợn các bạn này. Trên lợn và dạ dày các bạn nhé. Đó. Một quả trễ là người ta để dưới bên dưới này. Đấy. Tuyệt vời các bạn ạ, rất là nhiều món ngon các bạn nhé. Các bạn nào thích ăn món gì thì cứ bảo chủ quán người ta làm cho. Hoặc thích ăn thịt ba chỉ hoặc là thích ăn lòng rồi là chân giò gà thì người ta làm hết các bạn nhé. Đó. Lúc này là quán nó đang có rất là đông khách. Còn quán bên này thì cũng đang có cả cái món cơm này. Đấy. Em là chủ quán hay em bên ăn đấy? Đấy, bên đến ăn à? Ăn cơm thì no đến chiều luôn nhỉ? Em đi bán hàng đúng không? Đi chơi thôi. Đi chơi à? Đấy, em ấy đi chơi. Cái này ăn mấy người em? Làm ra hai bát cơm con này. Còn bên này là cũng có chân giò rồi gà đen các bạn này. Gà đen vừa nãy quay rồi thôi bạn nhé. Quay bạn xem mấy cái chân giò này. Đây đang khách đang yêu cầu ăn thêm một ít chân giò này. Đấy. Vẫn chưa đủ ba lạng. Vẫn chưa đủ ba lạng thì lấy thêm cho một tí để thành đủ ba lạng. Khách ăn ba bốn lạng đều chiều hết đúng không? Thích ăn kiểu gì là chiều kiểu đấy. Đúng rồi, ăn bao nhiêu cũng. Ăn bao nhiêu cũng có. Ba lạng. Đó, ba lạng bạn ạ. Và bây giờ là thái thôi. Cho vào bát của em hay cho riêng đấy? Cứ thái đi. Cứ thái cho vào cái bát. Xong rồi cho vào
đi đi cho chồng. Ừ, thái vào đấy vô cho chồng luôn. Ừ. Rồi trước là có một chú kia là về ăn xong phở đây, lại là trần phở xong rồi bê cái cho cái bát cú của nó bê đi cho vừa nó ăn buồn cười. Thôi vợ chồng vẫn được mà, thoải mái không sao cả. À, nhìn nó không lịch sự tí nào. Ừ, nhỉ? Đấy kệ nó, người ta thích như thế mà, vợ người ta cũng thích như thế mà, có khi vợ thích ăn kiểu đấy. Đúng rồi. Bê bát cho rồi. Ở nhà ai nhỉ? Ở nhà hả? Đấy, thịt con giò rất là ngon các bạn nhé. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi sang một vài quán khác các bạn nhé. Đó, vừa đấy là quay ở chỗ hai quán kia các bạn ạ. Đó, hai quán đầu hồi đấy là đang đông khách. Quán bên này, bây giờ mình sang quán bên này một chút đi các bạn nhé. Sang bên này là quay bạn xem cái món chủ đạo ở quán này, đó là ốc đậu bạn này. Một cái chảo ốc đậu rất là to, người ta nấu từ đỗ tương nghiền ra nấu kèm với nước chua, khi nào được thì sẽ đóng bánh lại đó các bạn ạ. Đấy là món ốc đậu mèn mén đây bạn này, đây là nó rất là đặc luôn các bạn nhé, đặc sệt luôn này, cứng luôn, đóng thành mảng từng mảng một các bạn ạ. Ăn thì nhà người ta sẽ múc môi một cắt ra nó cứng, nói chung là bây giờ nó cứng, nó đóng bánh rồi nó cứng. Đó là bánh, đó là món ốc đậu các bạn ạ. Ốc đậu này thường thường ăn kèm với mèn mén. Nhưng mà ở đây thì mình không thấy mèn mén các bạn ạ. À đây đây các bạn ạ. À, cái chảo này là của quán bên này. Chào bà nhá. Lâu lắm mới gặp bà đấy. Bà dạo này khỏe không? À đang ăn phở. Đây con này, đây là món mềm mén trong này các bạn ạ. Đó, ốc đậu mềm mén là mềm mén trong này, tức là ngô người ta ngô tẻ ấy. Khi già rồi người ta lấy về, người ta ngô tẻ, người ta khi nó già rồi người ta thu hoạch về và phơi khô đi nghiền lên. Phơi khô làm sạch trong rồi nghiền nó bung lên. Phơi khô làm sạch nghiền xong bung lên. Đó. À, ăn kèm với cơm. Có nhiều người thì không ăn kèm với cơm mà ăn trực tiếp luôn thôi. Đó thì mỗi người ăn một kiểu. Thì người ta gọi là món mèn mén. Cái này ăn phải kèm với ốc đậu rồi mới, vì cái món này nó hơi khô nên là ăn kèm ốc đậu nó mới ngon các bạn nhé. Đó. Đây đang quay thì có một khách mà họ gọi mèn mén các bạn ạ. Đấy, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Vùng cao mà. Đấy, dưa chua các bạn này, đây là dưa chua nhá. Ăn phở ở trên này người ta hay cho một chút dưa vào. Đấy, lọ dưa chua rất là ngon luôn. Làm từ rau cải mẹ của người Mông quan ạ. Đấy, chị này là ăn vừa phở vừa mềm mén luôn. Đấy. Đây là cái bánh gì đấy chị? Đây là cái gì đấy? À, bánh gạo đúng không? Bánh gạo. Vừa ăn phở vừa ăn kèm với mèn mén luôn. Đó, bởi vì nó ăn thế cho nó lo lâu các bạn ạ. Rồi chúng ta đi dần sang những quán bên này các bạn nhá, xem ở đây có những món gì các bạn ạ. Chân giò này và lòng lợn. Vâng. Chân giò, lòng lợn rồi là xế lợn các bạn ạ. Đó, xế lợn rất là ngon các bạn ơi. Xế to, xế nhỏ. Chân giò, lòng lợn này. Rất là nhiều món. Xế lợn nữa. Xế to chưa các bạn ơi. Quả này, quả xế to này. Đây là quả xế hơi to các bạn nhé. Rất là ngon luôn. Đó. Chân giò này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang một vài cái quán bên này các bạn ạ. Xem ở đây có những món gì các bạn nhé. Đó, bên này cũng là một quán tiết canh gà.
sang những quán bên này thì cũng có khá là đông khách và chúng ta đang đến một cái món đó là món thắng cố bạn này. Chị ơi, đây là thắng cố ngựa hay thắng cố trâu hả chị? À, đây là thắng cố ngựa này. Đó, đây là quán thắng cố ngựa các bạn nhá. Rất là nóng hổi, đang sôi bùng sục luôn. Cực kỳ đáng ngon các bạn ạ. Thắng cố trâu hay thắng cố ngựa là người ta cũng làm từ tất cả các loại bộ phận, tất cả các bộ phận của con trâu hoặc con ngựa để tạo ra món thắng cố bạn ạ. Thịt rất là nhiều bạn này, thịt đầy ư luôn, lòng mè rồi dạ dày các thứ gì, quá là ngon các bạn nhá. Đó, vừa đây là quay cái chỗ kia là thắng cố bò rồi, thắng cố bò, thắng cố ngựa các bạn ạ. Ngoài ra thì có cả trễ này, trễ trắng phao rồi là dạ dày lưỡi lợn, gót giò rồi là thịt mặt, thịt tai. Đó, thì tài nữa, rất là nhiều món. Tuyệt vời các bạn ạ. Rất là ngon các bạn nhá. Trễ trắng phao luôn. Rồi ngoài ra có cả tim cật các bạn này. Đó, tim cật kê gà đấy. Có sẵn đây luôn các bạn nhá. Bạn nào lấy thì là ăn thì là cứ gọi là chị chủ sẽ làm cho. Đây này, ngoài ra thì có cả gà đen nữa các bạn ạ. Gà đen và gà bản các bạn nhé. Các bạn thấy gà đen chân đen xì luôn này. Đó. Chân đen xì luôn và con gà bản thì vàng ươm luôn. Đó, bạn nào ăn loại gì là cứ bảo chị chủ quán là sẽ chặt cho các bạn nhé. Ở đây là một quán nữa các bạn này. Đây là toàn bộ dãy ẩm thực. Đợt này thì nào cũng không, người ta cũng không mở rộng lắm bởi vì đợt này cũng có ít khách các bạn ạ. Đó, nó không như đợt trước nữa. Đợt này là ít khách hơn, này là người ta cũng có một số quán người ta cũng tạm thời nghỉ các bạn nhé. Quán bên này là có lòng lợn các bạn này, lòng lợn đã rồi và chê lợn này, đó, dạ dày chê lợn, gà trên bản nữa các bạn nhé. Đó, những cái món rất là ngon ở trên bản. Đây là lòng lợn này, lợn đen các bạn này, lợn đen, lợn đen là những con lợn giống mình quay bạn xem ấy. Khi mà nuôi lớn lên thì người ta sẽ làm thịt và lấy những cái bộ lòng trễ ra để làm thực phẩm phục vụ cho tất cả thực khách đến đây đi chơi tham quan trải nghiệm và ăn phở thì là người ta sẽ làm những món này các bạn nhé. Rất là ngon các bạn ạ. Đó, ngoài ra thì có cả gót giò các bạn này. Đó, gót giò vàng ươm luôn các bạn nhé. Gót giò vàng ươm luôn. Ăn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Rồi là dạ dày nữa. Đây bác ơi. Đấy, dạ dày này. Và chúng ta sẽ di chuyển sang quán bên này các bạn này. Đang nước sôi hùng sục luôn. Xem trong này có cái gì bạn này. Đó, trong này có rất là nhiều gia vị. Đó, mỡ rồi là mỡ lá rồi là hành tỏi, mắc khén rồi là hoa hồi. Nói chung là đủ các gia vị để tạo thành một món phở các bạn nhé. Đó, quán bên này thì là vắng khách hơn. Đó, các bạn ạ. Đây các bạn này, đấy, gót giò, tuyệt vời chưa? Thịt gót giò, rồi thịt mặt. Ăn gọi là gì nhỉ? Cứ alo, cứ bảo chủ quán người ta khác làm cho các bạn nhé. Vâng. Đó, rất là ngon các bạn ạ. Đó, vừa nãy là chúng ta đã đi toàn bộ cái dãy ẩm thực này. Chia thành hai bàn, hai dãy các bạn ạ. Một dãy nhưng mà chia thành hai bên. Đó. Rất là nhiều món ngon các bạn nhá. Các bạn ở trên này tha hồ mà thưởng thức các bạn ạ. Đó, sau một lúc đi quay toàn bộ khu vực chợ ẩm thực thì bây giờ là mình mời các bạn ăn sáng các bạn nhá. Và nếu gọi một bát phở. Một bát phở nó cũng bình dân các bạn ạ. Không nhất thiết phải ăn bát 100.000 nên là nhiều hơn. Bởi vì là mình không phải ăn nhiều ấy. Mình không phải là người ăn nhiều, bạn ăn vừa phải thôi. Chúng ta đầu tiên sẽ cho chanh các bạn này. Đó, chanh trên bản. Rất là to, rất là đẹp luôn. Ngọt lừ, à chua. Nói chung là chợ ẩm thực là chúng ta phải đi sớm các bạn ạ. Đi sớm mới có chỗ ngồi nhá. Với cả còn có đồ ngon. Đấy các bạn ạ.
chanh rồi rồi rau thơm rồi nào dưa, bạn nào dưa muối nhá. Làm một tí dưa muối các bạn ạ, dưa muối rồi là ớt các bạn ơi. Ớt khô bạn nhá. Thôi bây giờ đã đầy đủ gia vị rồi, chúng ta sẽ ăn sáng nhá các bạn nhá. Mình mời tất cả các bạn cùng ăn sáng với mình. Sau đó là chúng ta sẽ đi ra một số khu vực khác. Đó. Chúng ta cứ phải ăn sáng xong đã rồi mới đi, mới có sức mà đi được quán ạ. Bởi vì phải di chuyển một con đường khá là xa, gần 2 tiếng đồng hồ mới lên được cái chợ Cán Cấu này. Nên là sau khi mà quay chợ ẩm thực xong thì phải ăn sáng một chút mới có sức khỏe mà tiếp tục công việc các bạn nhé. Thôi mình mời các bạn ăn sáng nhá, thưởng thức ẩm thực trên này xem như thế nào. Nước dùng rất là tuyệt vời các bạn ạ. Bạn xem nước dùng này, ngon các bạn nhé. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Đây bát phở của mình nhé các bạn nhé. Thịt cót giò này. Đó. Dưa chua này. Hành rồi là ớt, rau thơm. Một bát phở bình dân các bạn ạ. Và đây là mình quay một phát từ cổng Mạn Dưới Bắc Hà lên trên này rồi. Sau đó chúng ta đi vào chợ lợn rồi. Đó, và đi vào chợ ẩm thực. Ăn sáng xong là mình sẽ tiếp tục mời các bạn đi một số khu vực khác các bạn nhá. Có khi tí này ra chợ lợn xem là có gì không, không các bạn ạ. Xem người ta mua bán như thế nào không. Và chúng ta sẽ đi một vài khu vực khác các bạn nhá. Nói chung là ẩm thực trên này rất là ngon các bạn ạ. Nước phở rất là ngọt, cộng mấy ớt cay, rau thơm thì rất là tuyệt vời. Rau ngủ của người Mông các bạn nhé. Ăn thì thật sự là ngon lắm. Các bạn khi nào có điều kiện các bạn hãy lên trên chợ Cán Cấu này đi chơi, đi trải nghiệm và ăn phở trên này các bạn nhé. Mới cảm nhận được cái hương vị của nó ngon như thế nào. Hôm vừa rồi là mình đi lấy mật ong cùng ông anh của mình nhé. Các bạn thấy được và rừng sâu để lấy. Quá trình bắt ong nó rất là gian nan vất vả các bạn ạ. Các bạn nào mà lấy ong thì bạn cứ alo liên hệ các bạn nhé. Mật ong nồi đá và mật ong khoáy các bạn ạ. Ngoài ra những cái loại thảo dược trên vùng cao như là tam thất tươi, tam thất khô, nụ tam thất, các loại sâm, các loại ba kích, các bạn nào lấy loại gì được cứ alo liên hệ nhé, mình lấy mình gửi cho các bạn. Các loại thảo dược vùng cao rất là quý, nói chung là nhiều lắm, mình kể ra thì cũng mà không hết nổi, nhưng mà các bạn xem các video của mình, xem các chương trình của mình ấy, các bạn thấy những loại nào mà các bạn thấy là hợp lý, các bạn thấy ưng cần dùng thì bạn cứ là alo các bạn nhé, mình sẽ lấy mình gửi cho bạn. Bây giờ mình tạm dừng video các bạn nhé. Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi tiếp. Đó, sau khi mà ăn sáng xong thì là mình sẽ mời các bạn của mình đi lướt qua khu vực chợ chim các bạn nhé. Đó, chợ chim và một số khu vực khác. Đấy, trong này thì là nó cũng có hàng ẩm thực thôi các bạn ạ, là hết. Chợ này rất là rộng nên là có rất là nhiều lối đi các bạn ạ.
hôm nay là mình sẽ đi đường này. Đó, vừa đấy là đi lúc đi lên là đi cầu thang rồi, còn đi xuống thì chúng ta sẽ đi vẫn đi đường cầu thang đi xuống các bạn nhé. Ở đây có hai cô gái xinh nhỉ. Em ơi chào em nhá. Em đi chợ mua hàng hay đi chơi? À đi chơi thì à? Nhà em gần đây đúng không? Nhà em xa không? À không xa lắm. Đây là hai chị em à? Hai cô cháu á? Ôi thế thì cháu này là học cấp 2 đúng không? Học lớp chắc là lớp 8 hay lớp 7? Lớp 6 à? Thế em còn đi học không? Em không. Thế à? Em nghỉ học lâu chưa? Em hè này em vừa mới tốt nghiệp. À thế là học vừa học xong 12 à? À mới học xong 12 thôi. Thế là học ở trên trường ở trên C. À. Thế là học xong 12 em có định hướng để học gì nữa không? Em có. À thế là học gì? Em đang định hè này em đi về học tiếng Trung Quốc. À đúng rồi, học tiếng Trung Quốc cũng rất là hay đấy. Thì nó có tương lai mà nhỉ. Sau bên này mình làm phiên dịch viên này. Cũng không biết là có tương lai không nhưng mà cái học tiếng Trung Quốc thì nó anh nói thật là bây giờ cũng có rất là nhiều người học và thực tế là người ta cũng đi tìm được việc rất là nhiều. Bây giờ tiếng Trung Quốc bây giờ nó cũng thành một cái tiếng gọi là phổ thông mà người ta cũng hay sử dụng tiếng Trung Quốc nhiều. Thế cả là mình đây là cũng gần Trung Quốc này nên là mình sẽ làm công việc như là phiên dịch viên này chẳng hạn. Đấy dẫn người Việt Nam mình sang bên đấy đi chơi đi du lịch, mình xin vào các công ty du lịch ấy thì là mình làm bên hướng dẫn viên. Biết tiếng Trung Quốc thì mình sang đấy mình phiên dịch cho người Việt Nam mình đấy, hoặc là mình dẫn người Trung Quốc sang Việt Nam mình làm phiên dịch viên, dẫn họ đi chơi các nơi này đấy. Đây là một cái định hướng cũng có tương lai đấy em ạ, tương lai cũng rất là rõ ràng ấy. Thế nào em đến đây cùng hai cô cháu thôi à? À thế vừa mới đến chợ đấy à? Bọn em đến được một lúc rồi. À, đến được một lúc rồi. Thế là em có thể cho anh biết em tên là gì được không? Em tên là Trà. Tên là Trà. Trà, hiểu cây trà đấy nhỉ, hoa trà đấy nhỉ, hoa mộc trà. Em là người Mông đúng không hay người gì? Mông. À người Mông à, đấy xinh gái nhỉ. Thế bây giờ đang đi đâu đây? Bây giờ em đi mua một tí đồ, em đi xuống. À mua một tí đồ xong rồi đi về. Rồi thế nào, chúc em thành công trên con đường em chọn nhá. Rồi chào em nhá. Các bạn thấy không, con gái người Mông rất là xinh gái và dễ bắt chuyện, dễ làm quen đó các bạn ạ. Các bạn nào mà chưa có người yêu thì lên trên chợ phiên mà tìm nhé các bạn nhé. Kiếm tìm người yêu trên chợ phiên cũng được. Cũng có rất có nhiều cô gái ở trên này. Giới thiệu với các bạn đây là khu vực chợ chim các bạn này. Đó, chợ chim thì lúc này là người ta cũng có người thì đến sớm, có người thì đến muộn. Đây là hai người đang cưỡi trên một con xe gem mang lồng chim đến. Ở đây các bạn này. Chim đây thì đa số là chỉ là chim họa mi các bạn nhé. Các bạn lên trên này các bạn thấy là mi hót. Mi hót véo von các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy tiếng chim mi nó hót chưa? Ở đây nó không giống như bên Bắc Hà. Bắc Hà thì còn có nhiều các loại chim khác như là chim yến rồi là vành khuyên rồi là sáo rồi các thứ. Ở đây đa số là mi. Đó. Nó không giống như kiểu bên Lai Châu. Hôm vừa rồi là trước mình sang bên Lai Châu mình quay bạn xem đấy, bên đấy thì rất nhiều thể loại các bạn ạ. Mi rồi trào màu rồi là sáo khiếu nhiều lắm. Đấy, đây là toàn bộ khu vực chợ chim các bạn nhá. Đó. Chợ chim thì nào. Người ta nhiều người ở xa người ta có đến hơi muộn một chút đấy. Còn nhiều người ta đến sớm, người ta bày bán sẵn rồi. Đấy, mọi người cứ đến đây giao lưu, trao đổi với nhau. Đấy, xem chim nào tốt, chim nào hay, giá trị bao nhiêu. Các bạn ạ, đấy, chim rất là nhiều luôn. Ở đây thì ngoài những cái lồng còn có những cái lồng một con thì có những cái lồng mà có vài con trong này. Mình tới sẽ cầm mang mà.
Đây là những cái lồng mà nhiều ngăn, lồng là 10 ngăn này, hiện tại chỗ này là đang có 8 con. Rồi rồi anh cứ làm đi. Nó đang chuyển chim, nó đã chuyển từ lồng nọ sang lồng kia đấy. Họ đang chuyển từ lồng to, lồng một con vào lồng nhiều con. Hơn 2 triệu là 2 triệu. Con bé này, con bé này là 2 triệu này. Như như con này là con được cái con cái của anh? Con được cái con này ấy. À, con được à? Đấy. Ôi, này có con thích đi à. Nó không muốn sang bên kia. Rút cái trong kia nó cao một tí. Cứa rồi. Simi thì thường 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu cũng có bạn ạ. Đó, những người bây giờ người ta mới đến này. Như anh này nó có một lồng rất là rộng và hai lồng hai bên nữa cơ. Đấy, ngoài chim ra còn có các dịch vụ như là cám chim này, sâu chim này, rồi là khay, rồi là lồng, rất nhiều các phụ kiện để chim, để nuôi chim mượn nhé, sâu này, những con sâu chim các bạn ạ. Đó, đây là khu vực này, người ta bán lồng rất là nhiều luôn. Bán lồng rồi là bán lồng to, lồng nhỏ, đủ các thể loại. Đấy, chỗ này là có 15 cái ô, đựng được 15 con đấy. Đấy, hot tăng hot rất là hay các bạn ạ. Hot béo von luôn. Còn chỗ dưới này nữa, người ta cũng đang để trên cái một cái nhà bê tông này. Đó, người ta cũng đặt trên này cho nó hot. Thường thường người ta hay để một con sống với một con mái gần nhau không cho nó hát, cho nó hot ấy. Con mái thì xùy, con trống thì nó sẽ hot. Hot béo von luôn các bạn ạ. Đó, cách thức chơi chim. Lúc này ở chợ chim người ta vẫn đang nhiều người vẫn đang đến này, mà đây có mấy người rồi. Thôi bây giờ là chúng ta sẽ đi ra một số khu vực khác các bạn nhé. Mỗi chỗ chúng ta sẽ đi một tí, đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm chợ chim, rồi là các khu vực ở trên chợ Cán Cấu này với rất nhiều khu vực bán hàng khác nhau các bạn ạ. Đó, các bạn thấy là chợ đây rất là rộng. Rộng lắm và nhiều thể loại các bạn ạ. Phía xa xa kia là mình đã phát hiện ra là có dê các bạn này. Dê thì ở dưới cốc ly rất là nhiều. Trên này hiện tại đang có 2 con. 2 con một được một cái thì phải. Hai con một được một cái. Đó, một đôi một cặp đang ở đây các bạn ạ. Đó, đẹp, nói chung là con dê này đẹp. Dê này người ta chăn nuôi thả ở trên rừng ấy, trên đồi ấy, nên là người ta đeo cho nó cái chuông này. Nó đi đâu cũng có tiếng kêu leng keng để người ta phát hiện ra, người ta bắt về. Các bạn nhé. Đó. Tuyệt vời. Dê rất là đẹp luôn. Dê thì thường 120.000 đến 140.000 một. Là những loại dê đẹp, dê ngon. Còn những cái loại mà 90.000 100 cũng có, là những loại dê nó già. Đó. Dê già hoặc dê non. Nói chung là dê ngon, dê xịn, dê tơ thì là dê cá ấy, thì là tầm khoảng là 120 đến 140 các bạn nhé. Đó, đây hai con dê rất là đẹp luôn. Con này nặng tầm khoảng 30 cân các bạn ạ, tầm khoảng 30 cân đấy. Hai con dê nặng tầm khoảng 30 cân. Đẹp tuyệt vời, nó hai tầm này. Tầm này tầm dê cà này, loại này mới có giá trị các bạn nhé. Đẹp, nói chung là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ
đi lướt qua khu vực chợ lợn xong rồi chúng ta sẽ đi chỗ khác các bạn nhé. Đang trên đường đi mà. Đó, lúc này thì chợ, lúc trước mình quay ở đoạn trước rồi, chợ lợn rất là đông. Bây giờ thì cũng có nhiều người. Người ta đến đây người ta đi xem lợn đấy. Đi chơi, đi trải nghiệm con ạ. Đi săn con lợn thịt to mà cũng có bạn ạ. Không có lợn thịt to. Đó, đây là khu vực người ta bán cả những cái giấy ớt khô này. Ớt này là người ta lấy từ lúc tươi xong rồi người ta sâu vào với nhau trong này để treo gác bếp cho nó khô, vẫn có cái màu khói này. Ăn thì các bạn có thể lấy ra giã ăn các bạn ạ. Đó, đây là người ta giã rồi đây các bạn này. Đó, người ta giã sẵn đây rồi. À, thích ăn chùm thì là mua chùm, còn ai thích ăn ớt giã thì là giã rồi các bạn nhé. Đó, đó, ớt chùm, ớt khô chùm các bạn ạ. Đấy, chỗ này là có một anh cũng mua được lợn rồi các bạn này. Một đôi lợn đã mua xong và bây giờ đang về các bạn ạ. Đó, cặp lợn này. Chị mua à? Chị hai vợ chồng mua được rồi à? Bao tiền một con? 2,3 triệu một con. Ok, hai con 4,6 triệu đã mua rồi, đã về, bây giờ cho nó về các bạn ạ. Đó. Đây, chỗ này là bán bánh trôi các bạn này, bánh trôi là lặn ngay tại chợ luôn, nhào bột tại chợ và làm ngay tại chợ các bạn ạ, nhào tại chợ luôn đấy. Cái này trong có cho đường không hả chị? Mà ăn cho đường ăn mới cho đúng không? À, ăn thì cho đường, còn cái này là lúc lại lúc nhà bánh thì không cho. Đó, nấu trong cái bếp gang bên cạnh những hòn đá để làm kiềng. Cái lồi gang, nấu trong lồi gang. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển ra khu ngoài các bạn nhé. Khu ngoài rau thơm, rau ngổ bán rất là nhiều. Đó, rau ngổ của người Mông này các bạn này. Đấy, rau ngổ người Mông rất là thơm luôn, ăn với phở rất là tuyệt vời. Rồi là những túi phở. Những túi phở này đã làm sẵn này, thái sẵn rồi, trong có gia vị này. Đó. Rau ngổ các bạn này nhiều chưa, hàng bó to luôn. Hàng rau. Đó, đây là con đường dẫn ra ngoài cổng các bạn nhé. Phụ trên này bán một số loại rau củ quả bạn này. Đấy, bạn ơi, đây là loại này là loại làm xôi màu vàng các bạn nhé. Bạn nào mà làm xôi màu vàng thì là dùng cái loại này bằng cách là các bạn thấy ở chợ người ta hay lấy lấu xôi màu vàng ấy, thì đây là lá của nó, lá xôi màu người ta lấy, người ta đun lấy nước ra, đun lấy nước xong là ngâm với gạo lếp đồ xôi lên thành xôi màu vàng, tức là cái nước vàng nó ngấm ở gạo các bạn ạ. Ngoài ra thì có sâm cắt cánh còn này, sâm cắt cánh hay còn gọi là sâm cắt kính, đặc trị về đường hầu họng, viêm phế quản, viêm amidan, viêm thanh quản, nói chung là đường hầu họng và đường thanh quản, các vấn đề về hầu họng và thanh quản nó đặc trị nhé các bạn nhé, đặc trị đường hầu họng, viêm quản, phế quản, thanh quản, dùng sâm cắt cánh này như đau họng này, khó thở này, tức ngực này, đó, đau rát cổ họng này, đó, thế dùng sâm cắt cánh. Đó, bây giờ chúng ta tiến đến khu trên thì bạn này, khu trên này là bán
một số loại hương của người Mông bạn này đó. Hương của người Mông là bán, người ta làm từ bột gỗ, bột gỗ truyền thống và bí quyết nghề nghiệp không thể tiết lộ được, mà người ta nghiền bột ra, sau đó là có một loại keo gì đó truyền thống, xong nó quấn vào những cái que hương này, nó rất là dính và thắp lên rất là thơm các bạn ạ. Đó là que hương của người Mông các bạn nhé. Đó, những loại gì quay rồi thôi các bạn ạ, loại gì chưa quay thì quay cho bạn xem nhé. Ớt tươi các bạn này, đó. Ớt tươi của người Mông rất là cay các bạn nhé. Ớt này có nhiều loại, loại tươi và loại muối, muối trong chai cơ. Hạt dổi các bạn này. Đây là hạt dổi các bạn nhé. Đó. Hạt dổi rất là thơm, dùng để làm các gia vị như là nấu sốt vang thắng cố này, rồi nấu nhiều các món khác, hoặc là làm đồ chấm chấm thịt này, chấm gà vào đây. Hạt dổi rất là tuyệt vời luôn. Bạn nào lấy thì alo lên này các bạn nhé. Thơm phức các bạn ạ. Thơm, cực kỳ là thơm luôn. Ngoài ra có gừng các bạn này, đây là gừng vàng các bạn nhé. Gừng vàng đấy các bạn ạ. Về lấy về trồng ăn các bạn nhé. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đến được khu trên này bạn ơi. Đây là loại rau gì hả em? Rau, rau gì mà lạ đấy? Đây là một loại rau gì rất là lạ này. Rau gì đây hả chị? Rau gì biết không? Em biết nói không? Không biết à? Nó mọc ở rừng hay là trong? Một loại rau nó giống kiểu rau rèn các bạn ạ. Nó giống giống kiểu tựa rau rèn đấy. Người ta trồng các bạn ạ. Người ta trồng xong rồi mang đây bán nhá. Ôi sắp đổ à? Úi dồi, sắp đổ xe này. À. Y vàng à? Y vàng à? Y vàng, mình bó này các bạn ạ. Đây là lược, chắc là lược màu đỏ luôn đấy. Giống kiểu rau rèn đấy. Rau cải với bông dài chưa? 2, 4, 6 80 phân các bạn ạ. 80 phân nhá. Rau cải với bông, tuyệt vời chưa? Bánh bao này. Bánh bao đẹp như chủ nhỉ. Đấy, bánh bao. Bánh bao làm. Bánh bao đẹp. Tròn xe luôn. Bánh bao đẹp. Bánh bao xinh xinh và đẹp như cô chủ. Em là người Mông à? Thôi bây giờ chúng ta sẽ sang bên này các bạn ơi. Đi hết một khu trên này các bạn nhé. Quay những cái gì là lạ cho bạn xem. Đây các bạn này. Ớt muối các bạn nhé, ớt muối theo chai này. Ớt này là ớt ớt thóc các bạn ạ. Ớt thóc muối theo chai này các bạn nhé. Đó, nó có màu, thường thường người ta để chín người ta muối hoặc là để xanh xanh muối cũng được, nói chung là hai loại. Bạn nào ăn thì alo nhé. Đây là đậu xị này. Đậu xị là một loại rất là ngon, một loại thức ăn của đồng bào người Mông, người Lùng, làm từ đậu xị, có rất nhiều gia vị bên trong này, ăn cực kỳ là ngon các bạn ạ. Và rất là nhiều gia vị bí quyết nghề nghiệp trong này người ta không tiết lộ các bạn nhé, mà ăn rất là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Bắp cải này, bắp cải người ta dân tự trồng, nó bé này các bạn, nó bé nhỏ này, đảm bảo sạch sạch sẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi là ngọn rau lang các bạn ơi, đó rất là rau sạch các bạn ạ.
con làng rất là sạch rồi. Bạn thành phố nào ăn rau lang thì alo liên hệ nhá. Cái này xào tỏi rất là ngon các bạn ạ. Củ mai các bạn ơi. Đây có rất là nhiều khách đặt hỏi củ mai, hôm nay mới săn được các bạn ạ. Củ mai đấy nào, củ mai tím các bạn nhá. To này. To vật vã luôn các bạn ạ. To vật vã luôn. Cái này nấu canh, nấu kiểu khoai sọ ấy. Nấu giống kiểu khoai sọ nhá, ăn rất là ngon các bạn ạ. Bạn nào ăn củ mai thì là alo liên hệ các bạn nhá. Củ mai đào trên rừng về các bạn ạ, không phải nào người ta trồng đâu nhá các bạn nhá. Đó, củ mai rừng. Cà chua các bạn ạ, đó cà chua. Người ta đang cân những cái cân nhỏ nhỏ ấy. Đó, cân nhỏ rất là hay luôn. Cân nhỏ cà chua. Những cái này là cái gì nhỉ? Em ơi, những cái này để làm gì vậy em? Cái này là cây búa, cái vồ đúng không? Cái này là để đập cái gì? Đập cái gì cần đập à? Ví dụ như là đập củ hành, của tỏi ấy nhỉ? Đập cái gì đập? Nhưng mà nếu mà trồng nó làm gì có lỗi thì đừng dùng cái này đập nhá. Đập trồng mới đập tiểu cam. Đập trồng thì hỏng đấy, hỏng hết cả trồng đấy. Thế là con em à? Thế là lấy chồng rồi, có con đây rồi. Hôm nay bán sâm đương quy à? Củ to phết nhỉ? Hôm nay là củ to này. Mà lấy dưới kia là củ nhỏ nhỏ thôi, đây là củ to. Thế là chồng đi đâu mà có mình ăn bán đây à? Chồng làm đấy mà, làm ở dưới xuôi à? Làm việc ở nhà thôi. Hai mẹ con đi chợ. Thế em người gần đây không? Người gần đây à? Vâng, em người ở đây mà. Em năm nay 25 tuổi hay là 24 tuổi? Em 20 tuổi á? 20 tuổi, tuổi đẹp nhỉ? Đấy, 20 tuổi là một cái độ tuổi rất là đẹp luôn đấy. Đời người chỉ có một năm tuổi của mình là 20 thôi. Nên là độ tuổi này, độ tuổi rất là đẹp, rất là tuyệt vời bạn ạ. Đó, độ tuổi đẹp nhất trong đời người bạn nhá. Đó, đã lấy chồng. Thôi, chào em nhá. Sang bên này, đây người ta bán sắn các bạn này. Bán sắn, củ sắn rất là dài luôn các bạn ạ. Củ sắn các bạn này. Ở đây giới thiệu các bạn một loại nữa này, củ dâm dương mắc. Đây củ này, củ dâm dương hoắc các bạn nhá. Đây đặc trị về sỏi thận và yếu sinh lý các bạn này. Bạn nào mà yếu sinh lý thì dùng sỏi thận này các bạn nhá. Bạn nào yếu sinh lý thì dùng củ này. Đó, yếu sinh lý dùng củ này. Vừa trị sỏi thận vừa trị yếu sinh lý. Củ dâm dương hoắc củ này rất là hiếm luôn. Ở bên Lào Cai bán ít lắm, bên Trung Quốc à bên Lai Châu bán là nhiều bạn ạ. Em ơi, cái này chưa cái gì em? Dạ, cái này là thuốc ho, ho với lại ngứa. Ho với ngứa à? Vâng, với lại liệt tay chân. Liệt tay chân, ho ngứa liệt tay chân nào dùng cái loại này. Ho ngứa liệt tay chân là dùng cái loại này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến khu trên này các bạn nhé. Chợ rất là đông vui, vui họp hai bên đường các bạn ạ. Ở trên này xem có cái gì nó là lạ không? À đây rồi, qua đây. Đây là nghe đen hay là gì em? Gừng đen à? Gừng thường à? Không phải cái đen à? À, gừng già đâu mà đen. Mình đang đi săn cái loại gừng đen các bạn nhé. Tam thất các bạn này. Đấy. Tam thất khô. Mình khuyên các bạn tốt nhất là các bạn dùng tam thất khô này gửi cho nó dễ. Chứ các bạn đặt tam thất tươi gửi nhiều khi
nó đường xa từ ngoài Bắc vào trong tận trong Sài Gòn 4-5 ngày mới đến nơi. Nhiều khi là trong đấy nó nóng ấy, nhiều khi nó bị hỏng nên là rất là phí, mà tam thất thì giá trị nó cao chứ. Nên là các bạn thì giờ đặt tam thất thì các bạn tốt nhất đặt loại củ khô này. Đấy, nó đắt, tất nhiên là đắt tiền hơn một tí thôi nhưng mà nó đảm bảo gửi thoải mái luôn các bạn ạ. Các bạn về ngâm rượu cũng được, hầm tần các thể loại giống như tam thất thường tươi cũng được các bạn nhá. À, loại củ nhỏ, tất nhiên là củ nhỏ thì nó sẽ giá trị tiền nó sẽ thấp hơn. Rồi ngoài ra thì có cả tam thất thì là một loại một loại thần dược rất là hiệu quả các bạn ạ. Để tăng cường bổ sức khỏe này, phòng chống bệnh ung thư này, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư nhé. Đó, bạn nào ốm yếu gầy còn người mệt mỏi thì dùng tam thất, nói chung là một loại thần dược vô cùng là hiệu quả các bạn ạ. Đó. Tuyệt vời bạn ạ, đấy là củ tam thất khô. Tam thất tươi, củ tươi nó cũng tác dụng như vậy các bạn nhé. Nói chung là có nhiều, rất là nhiều tác dụng, nhưng mà tác dụng chính đó là tăng cường sức khỏe. Bạn nào mà mệt mỏi, ốm yếu, người gầy còm, suy nhược cơ thể dùng tam thất để hồi phục lại sức khỏe nhé các bạn nhé. Đó, ngoài ra nó cũng là một loại kháng sinh tự nhiên rất là tốt cho cơ thể. Và đặc biệt là củ tam thất này thì nó cũng hỗ trợ cho các bạn bị vết thương, như là bị vết thương hở này, vết thương hở này, hoặc là vết thương nội tạng, hoặc là vết thương bên nội, nội bên trong ấy, tức là ngoại thương và nội thương, thì dùng cái này nó sẽ nhanh chóng hồi phục. Bạn nào mà mổ đẻ hoặc là các vết thương mổ thì là dùng cái này thì nó nhanh liền các bạn nhá. Đó. Và ngoài ra thì có cả lụ hoa tam thất. Các bạn lưu ý rằng là tam thất nó có hai loại, loại lụ hoa và một loại nữa là loại hoa các bạn nhé. Như đây là loại lụ các bạn này, loại lụ thì nó chưa lở, còn loại hoa thì nó lở bung bét rồi. Đó, đây là những loại lụ các bạn này. Đó, tác dụng của nó là chưa mất ngủ các bạn ạ, và ổn định huyết áp các bạn nhé, ngăn ngừa bệnh về tim mạch. Đó, đặc trị về mất ngủ này, điều hòa huyết áp còn này, ổn định điều hòa huyết áp, hỗ trợ điều trị bệnh gan. Đó, tốt cho phụ nữ, cho con bú nhá, ngăn ngừa bệnh về tim mạch bằng cách là các bạn pha trà uống bạn ạ. Đó, pha trà uống mỗi lần pha tầm khoảng 10 lụ thôi các bạn nhá. Bạn nào lấy thì nào alo liên hệ các bạn nhá. Ngoài ra thì có hạt dổi với lá quay rồi, hạt dổi mắc khén hoa hồi, bạn nào lấy thì nào liên hệ, rất là thơm. Củ ấu tàu thì là củ ấu tàu thì là đặc trị xương khớp các bạn nhá. Bạn nào mà bị xương khớp thì là dùng ấu tàu nhá, ngâm rượu xoa bóp. Các bạn nhớ là dùng để xoa bóp cả nhá, không được uống được các bạn ạ. Đó, củ ấu tàu. Rồi là gừng đen này, gừng đen là đặc trị về dạ dày các bạn nhá. Bạn nào vấn đề dạ dày như là hơi ở chua, rồi là ăn không tiêu, ăn uống khó tiêu, men bị HP dạ dày này, HP dạ dày các bạn này. Đó, dạ dày HP cao ấy, độ HP của trong dạ dày nó cao ấy. Nói chung là trong ngực dạ dày, đau bờ cong nhỏ dạ dày, đau bờ cong nhỏ dạ dày, đau dạ dày thì hãy dùng nghệ đen các bạn nhé. Nhiều cái gì phải lạ thế nhỉ? Cái này báo ấy, cái này lông con gì đây? Hả? Lông con gì đây? Chắc coi cho em ơi, em biết tiếng Mông không? Đây là lông con gì nhỉ? Con gì mà có lông con này? Thuốc mà, thuốc. Ở đây thì có nhiều thuốc lắm, thuốc để sáng mắt này, thuốc đau dạ dày, viêm dạ dày này, thuốc đau dạ dày này, viêm dạ dày này, viêm đại tràng này, thuốc phụ nữ kinh nguyệt không đều này, thuốc sỏi thận sỏi mật này,
thuốc viêm cổ tử cung này, viêm phụ khoa này, thuốc trị nội trị ngoại này, thuốc huyết áp cao này, hoa mắt chóng mặt này, thuốc đau lưng xương khớp, đau dây thần kinh này, thuốc điều sinh lý này, đó. Bạn nào lấy thì alo liên hệ các bạn nhá. Ê, ngoài ra có loại tam thất con này, tam thất bên này là loại tươi. Ôi, củ to chưa? Này chắc cái 3 củ là 1 cân hả em? Hay là 4 củ? 3 đến 4 củ. 3 đến 4 củ 1 cân. Đây này là có quả rất là to luôn. Nụ củ to bạn này. Đây này, bàn tay của mình đây mà nó to gần bằng bàn tay của mình nhá. Bạn nào quanh quanh khu vực Hà Nội thì lấy cái loại này được, gửi nhanh được này. Bạn nào ở xa thì nên lấy cái loại tươi, à, loại khô ấy. Tam thất thì nó có nhiều tác dụng. Cái này là bạn nào mà bị nội thương ngoại thương người dùng cái này nhá, để nhanh chóng hồi phục vết thương này. Hầm tần ngâm rượu cũng được các bạn ạ. Hầm tần ăn ngâm rượu cũng được các bạn nhá. Củ to, hôm nay là củ to đấy. Đó, rất là nhiều tam thất. À, một dãy tam thất vừa nãy quay rồi thôi các bạn nhá. Đó, rất là nhiều đồ trên núi rừng vùng cao bạn ạ. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi hết cái khu này lên. Bên cạnh là những cái loại mà thuốc sâu rau giống bạn này. Đó, thuốc trừ sâu rau giống, rồi là mía mũ các thể loại. Đó, đây là một cái chợ rất là tuyệt vời các bạn nhé. Rồi chúng ta là cứ đi dọc đường ở trên này xem trên này có những khu vực gì bạn ạ. Đấy, hai bên đường là bán rất là nhiều hàng hóa. Đây là người ta bán, người ta mua bán thuốc sâu này, rau giống, và người ta mua rất là nhiều để phục vụ cho một mùa mới các bạn nhé. Đây có một cô gái trang phục. Xin chào nhá, trang phục đẹp. Ồ, trang phục đẹp thế. Đây, một cô gái mặc bộ trang phục này, người ta bán ở chợ rất là nhiều. Hôm nay là gặp một em này là mặc cái bộ này ra chợ đi chơi này. Thì nó rất là đẹp các bạn ạ. Đẹp trong anh luôn. Tuyệt vời các bạn ạ. Đó, một cái phiên chợ rất là hay luôn. Rất là nhiều các cô gái xinh đẹp với trang phục tuyệt vời, rất là đẹp. Cái này bật loa to thế nhỉ? Đấy, những cái khen của người Mông và những cái cây mối sinh tiền được các chị em là đeo bán này. Đó, người ta phải điệu con ra chợ bán hàng các bạn này. Đó, chồng đi làm việc khác, còn ông bà thì chắc là cũng việc khác không gửi được, nên là phải điệu con ra chợ bán, mình rất là khổ. Mình cứ thấy là người ta điệu con ra chợ mà đi bán hàng ấy, khổ lắm nhá các bạn nhé. Đi mua hàng còn đỡ, đi mua hàng người ta đi mua một chốc một nhát rồi về, còn nó đi bán hàng rồi đi cả buổi luôn. Bán được thì không sao, không bán được rất là buồn. Đi cả buổi mà không bán được hàng thì rất là khổ, đã mất tiền xăng cộ công sức đi lại rồi. Chồng đi làm gì mà không chăm con hả em? À, đi hội đám cưới. Thế là bố mẹ chồng cũng bận luôn à? Không gửi cho bố mẹ chồng à? Bố mẹ chồng đi làm gì? À, bố mẹ ở nhà thôi, mẹ không trông được, nên là đi con đi. Thế ở riêng cho hay là ở cùng bố mẹ chồng? Ở cùng bố mẹ chồng luôn à? À. Đấy. Thế là con trai con gái để em? Đấy. Được hơn một tuổi chưa? À, được một tuổi rồi.
Tôi chào em nhá. Đó, bán cây mô sinh trường mà cái khen các bạn ạ. Rất là khổ. Nói chung là thấy thương lắm, mà không giúp được. Sang khu vực bên này nào, khu vực bán chổi rất là nhiều bạn ơi, khu chuyên bán chổi. Cho con cấu nào, chợ bán rất là nhiều chổi bạn ạ. Chổi vừa đây nói rồi. Đó, nó có hai loại, một loại bó đơn giản như này. Và một loại phức tạp hơn các bạn ạ. Phức tạp hơn là người ta đan cẩn thận hơn đi. Đây là loại này người ta đan cẩn thận hơn các bạn này. Thì tất nhiên là sẽ đắt tiền hơn các bạn nhá. Bạn nào mà lấy thì nào alo liên hệ các bạn nhá. Chổi hạt kê của người Mông quét nhà cực kỳ là sạch, không bị rụng và rất là bền các bạn nhé. Đó, ngoài ra thì có dây bổ máu này. Cái này dây này các bạn lấy về hầm tần ăn. Có loại cây thì các bạn uống nước uống được, còn cái loại này thì là ăn được luôn các bạn nhé. Hầm tần ăn được các bạn này. Hầm tần ăn tốt cho máu các bạn ạ. Đó, thiếu máu thì dùng cây bổ máu các bạn nhé. Bó khá là to các bạn ạ. Đó, khu vực này là bán mía rất là nhiều, bán mía nhiều này, chổi nhiều các bạn ạ. Chuyên bán mía bán chổi các bạn nhé. Dọc đường các bạn này, dọc đường bán mía chổi hoa quả. Đó, lên trên này là hết các bạn nhá. Trên này là không có gì nữa rồi. Trước đấy là chợ lợn chợ chó thì là quay các bạn xem rồi. Ở trong khu vực này là người ta bán cái kèn các bạn nhá. Cái kèn thổi đám ma đám cưới. Mà trong này người ta đang test thử này, đang thổi rất là to luôn. Trong này hồ thổi to quá các bạn ạ. Thổi to quá và đấy không nói được. Vừa đây là quay bạn xem cái kèn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bên này các bạn này. Sang bên này là xem những cái hàng vải thêu các bạn nhé. Ở đây người ta bán vải thêu các bạn này. Đó, đầu tiên là cái nguyên liệu của nó đi. Nguyên liệu tức là những cái miếng vải này. Vải này là trắng luôn, chưa có gì, chỉ có lỗ thôi. Một loại 10 phân, loại 15 phân, loại 30 phân, 40 phân cũng có. Đó, và người ta bán ra những cái sợi chỉ 7 màu này để thêu vào đây, thêu theo cái khuôn. Ai thích thêu khuôn gì thì khuôn mẫu ấy, thêu thích khuôn mẫu gì thì thêu bạn nhé. Đó, sau khi mà thêu khuôn mẫu xong là người ta bán khuôn mẫu đi để cho người dân người ta mua cái khuôn mẫu về người ta làm. Đó, nói có sách mách có chứng thì bây giờ chúng ta đang sang khu vực này. Khu vực này là bán cái khuôn mẫu này. Đó, những cái khuôn mẫu đây là những cái mẫu bán người ta thêu sẵn đây rồi. Đó. Và thực tế đây là những cái mà người ta đã thêu cái mẫu sẵn rồi. Thêu trên cái nền màu miếng vải màu trắng hoặc là miếng vải màu đen. Thêu sẵn rồi, bán cho người dân. Người dân mua cái này về, người ta thêu y như này luôn này. Đó, thêu nối tiếp vào đây. Thêu tiếp tục bao giờ hết cái miếng vải này thôi. Miếng vải nó rộng 5m đến 6m các bạn nhá. Có cái thì 4m, nó tùy đến kích thước. Càng dài thì càng đắt tiền. Đó, mà khi mà thêu xong rồi thì người dân lại mang ra chợ bán nhá. Bán cho các em chủ đây hoặc là bán cho những người khác thu mua. Đó, đều được hết các bạn ạ. Đó.
Đây là cái hình thức bán vải thêu, chợ mỗi người một nghề các bạn ạ. Đó, và đây là mình đã diễn tả xong rồi các bạn nhé. Mỗi người một nghề, đây là những cái vải người ta đã mẫu này các bạn ơi. Đó, mẫu vải thêu. Nói chung là mẫu càng to, càng phức tạp thì nó sẽ đắt hơn. Và mua vào đắt thì và bán giá trị nó sẽ cao hơn các bạn nhé. Mua vào thì nó đắt tiền và bán ra thì giá trị nó sẽ cao hơn. Cái này là chủ yếu là để làm váy các bạn ạ, làm váy. Đó, người ta ghép vào thành miếng, nhiều miếng với nhau để tạo thành cái váy của mình mông. Còn sang khu bên này là người ta bán váy các bạn này. Đây các bạn, cô đang bán váy và thực tế người ta đang mặc thử này, rất là đẹp luôn. Váy này chủ yếu cho người trung tuổi nhé. Đẹp tuyệt vời các bạn ạ, đó, cái váy. Đây người ta cũng đang thử váy các bạn này. Đó, khu này khu thử váy. Rất là đẹp. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi chỗ khác các bạn nhé. Những cái váy này đắt tiền đấy, hơn 1 triệu một cái các bạn ạ, có cái 2 triệu nhé. Đó, các chị em người Mông đang rất là tích cực mua sắm quần áo váy vóc các bạn ạ. Đó, khách du lịch thì người ta cũng đến đi chơi này. Đó, đi chơi. Rồi là bà con thì vẫn mua bán quần áo. Đó, mua những cái khăn rồi những cái túi, những cái ví để dùng hàng ngày các bạn nhé. Đó, bây giờ chúng ta đang tiến vào khu trong này là khu bán quần áo các bạn ạ. Quần áo vải vóc của người Mông. Và ra đây quay một số các loại quần áo đẹp đẹp một tí các bạn ạ. Gọi là quần áo xịn nhất của các chị em người Mông các bạn nhé. Đây các bạn ạ. Đây là những cái quần áo mà xịn sò nhất. Lúc vừa đấy là quay ở ngoài cổng có một em ấy, mặc cái bộ đấy. Quả thấy chưa? Đẹp long lanh luôn. Đây nha, những cái bộ này là bộ của thiếu nữ ít tuổi này, tầm mười mấy tuổi thôi. Đó, tuyệt vời các bạn ạ, toàn bộ quần áo đẹp thôi. Đó, đây là khu chợ của người Mông. Quần áo của người Mông ấy các bạn ạ, đẹp lắm. Các bạn thấy là mình đang ở trong gương nhỉ. Đấy, đang đi tác nghiệp cho bạn xem những phiên chợ những vùng cao. Đó, đây cũng bên dãy quần áo của người Mông các bạn này. Nói chung là chợ này rất là rộng và nhiều khu vực bán hàng. Đó, nhiều quần áo đẹp. Đây, chúng ta thử review một bộ áo này nhé các bạn nhé. Áo này có những hạt cườm này. Đó, hạt cườm đứng ở đây. Và váy và áo được làm rất là cẩn thận. Ở đây là cái này là không phải là một cái đâu các bạn nhé. Đây là nhiều cái khúc vải người ta ghép vào với nhau tạo thành cái ống áo, ống tay áo này. Đó các bạn ạ. Rồi đằng trước là những hạt cườm này. Bộ này là tầm khoảng hơn 1 triệu các bạn nhé. Bộ quần áo này hơn 1 triệu. Vậy là từ đó đến giờ mình đã đưa các bạn đi chơi, đi trải nghiệm, đi khám phá chợ phiên Cán Cấu thuộc huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Các bạn thấy là chợ rất là đẹp, rất là hay, rất là rộng các bạn ạ. Và con người rất là gần gũi, dễ thương, dễ mến các bạn nhé. Hàng hóa rất là nhiều.
đó, vô số các mặt hàng. Và video của mình đến đây là kết thúc các bạn nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Trước khi bạn rời đi thì các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một cái video khác. Chào các bạn nhá.